Xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại buổi live stream nhận định thị trường ngắn. Hôm nay thì đầu tuần thị trường có vùng giằng co giảm 5 điểm, tuy nhiên thanh khoản khá là thấp, không đến mức quá nguy hiểm. Tuy nhiên mình Tuấn Hưng thì hiện giờ đang theo dõi thấy có dấu hiệu penny dậy sóng vài phiên gần đây. Và như anh chị đã biết đấy thì penny thường hay dậy sóng ở những vùng thanh khoản thấp và những vùng đấy thường là đầu hoặc là cuối con sóng chu kỳ ngắn khoảng từ 1 đến 2 tháng. Vậy anh chị nào nghĩ rằng đây chúng ta đang chuẩn bị bước vào một cơn sóng lớn trong vòng 1 đến 2 tháng tới thì hãy gõ em số 1. Hoặc anh chị thấy rằng rủi ro nó đang nằm ngay ở phía sau những phiên giao dịch này thì hãy gõ cho em số 2 để chúng ta cùng nhìn xem cái đánh giá của tất cả anh chị, cảm nhận anh chị về thị trường như thế nào, nó đang nghiêng về kịch bản nào nhé. Thì hôm nay trước khi đi vào phân tích cái thị trường này, ông em nghĩ hôm nay sẽ có khá nhiều điều quan sát mà em chia sẻ, mặc dù rằng là nó tốt cũng có mà xấu cũng đang phát sinh thêm, nhưng sẽ giúp anh chị có cái chủ động hơn trong vấn đề quản trị tài khoản trong những phiên giao dịch tới. Thì trước khi đi vào cái nhận định đấy thì mình sẽ chia sẻ cho chị em một câu chuyện khoảng từ 3 đến 5 phút, 2 đến 3 phút thôi. Đó là câu chuyện về phương pháp và tư duy đầu tư cá nhân. Thì để thành công và tồn tại bền lâu trên thị trường ấy, mình khẳng định không sớm thì muộn, anh chị sẽ phải có một phương pháp phù hợp và hiểu tôn trọng cái phương pháp đó nó phù hợp với anh chị không. Thì đầu tiên, đại đa số sẽ nói câu chuyện rằng đầu tư về dài hạn, trung hạn hay ngắn hạn. Thì mỗi anh chị sẽ có một yếu tố để phù hợp hay không và biết được mình phù hợp hay không. Và thứ hai đó là anh chị cái cách lựa chọn cổ phiếu anh chị như thế nào. Đó là anh chị thường xuyên chọn các cổ phiếu có thanh khoản tốt khoảng trên 1 triệu cổ một ngày và có cơ bản tốt trên thị trường. Hay là anh chị có trường phái đầu tư kiểu penny, các cổ phiếu penny khi mà các sóng penny đúng không? Bây giờ đang là sóng penny, anh chị nào thích đánh penny thì thích chỗ này lắm. Thứ hai hoặc là anh chị có sở thích đầu tư các cổ phiếu thường xuyên đi ngược thị trường thì nó sẽ như thế nào? Bởi vì trên thị trường nó như một quán buffet. Thị trường sẽ luôn luôn vẽ cho anh chị tất cả các cơ hội kiếm tiền cho anh chị từ những người mà sở thích thanh khoản tốt, hay những người sở thích penny, hay những người có thích cổ phiếu đi ngược hay trung hạn ngắn hạn, họ như một cái quán buffet và bất cứ lúc nào họ sẽ có lúc thì họ cho mình cái cơ hội này, lúc thì sẽ cho bạn cơ hội rằng là lúc nào cũng cơ hội kiếm tiền, hoặc là nếu bạn không có kỹ năng, không có phương pháp đầu tư ấy, thì nó sẽ vặt dần dần, vặt từng tí một đến khi nào sạch túi bạn thì mới thôi. Thì đấy là cái quan trọng mà anh chị phải có một phương pháp đầu tư. Thì chia sẻ cái câu chuyện về phương pháp đầu tư tư duy thì rất nhiều anh chị mới đầu, đặc biệt là những người mới đầu ấy, thì hay nói anh chị thích đầu tư dài hạn, anh chị bận, anh chị muốn mua và để đấy, nhưng tuy nhiên anh chị lại hiểu rằng cái câu chuyện dài hạn trung hạn này nó chỉ là vấn đề về thời gian, có nghĩa anh chị cứ mua xong để càng lâu càng tốt, như kiểu rượu ngâm ấy, ngâm rượu lâm 5 năm cũng tốt mà lâm 10 năm thì càng tốt, kiểu kiểu thế, thì đấy là hoàn toàn sai. Bởi vì tư duy đầu tư dài hạn nó thực sự nó rất là khó và nó yêu cầu cái kỹ năng và cái yếu tố của anh chị có phù hợp hay không. Ví dụ kỹ năng giải lệnh anh chị phải kiểm soát được lòng tham. Ví dụ anh chị đã mua rồi nhưng cổ phiếu nó đang nhích lên tăng 2-3%, anh chị đã FOMO mua thêm, mua gia tăng, thì đấy không phải là tư duy của một người đầu tư dài hạn và trung hạn. Thậm chí anh chị phải biết được là cái tài sản, cái nhà cửa anh chị nó có như thế nào. Ví dụ anh chị đầu tư 1 tỷ vào đây đúng không? Mặc dù anh chị mua hết 1 tỷ rồi nhưng đâu đó anh chị còn khoảng hai quyển sổ tiết kiệm mỗi quyển 2-3 tỷ, hoặc anh chị còn vài mảnh đất nữa. Ví dụ như vậy thì nếu mà thực sự thị trường nó vận động không như anh chị mong muốn thì anh chị có thể mua bán mảnh đất đi hoặc rút một sổ tiết kiệm ra để mua khi mà những trường hợp thiên nga đen, ví dụ như vậy. Nhưng mà anh chị lại đầu tư dài hạn khi mà anh chị bảo em rằng là nhà chị có mỗi một quyển sổ 500 triệu thôi, tiết kiệm thôi, bây giờ chị rút hết ra chị đầu tư có ổn không em, thì không một broker hay một tư vấn nào dám nhận cái trách nhiệm cao cả đấy. Nhưng bởi vì bản thân cá nhân mình đây, mình cũng đang là người đầu tư số vốn từ 900 1 tỷ đồng, tuy nhiên mình vẫn còn để tiết kiệm, mà nhiều người đã bảo ông là broker ông lại chấp nhận cái mức lãi suất ngân hàng chỉ có 5% một năm mà ông không rút hết ra mà đánh, thì đấy là cái điều rõ ràng là anh chị chưa hiểu gì về đầu tư dài hạn và trung hạn. Do đó thì lúc là anh chị nghĩ rằng là cứ mình là broker thì mình phải lôi hết tất cả ruột gan nhà cửa, bán hết sạch đất cát tiết kiệm vàng vụ các thứ để đập vào chứng khoán thì là điều không đúng. Bản thân mình cũng có một tỷ trọng rất là lớn đầu tư bất động sản, mà mình nói thật đầu tư bất động sản và còn lớn hơn cái số lượng tiền mà mình đang đầu tư vào chứng khoán đấy, mình nghĩ là như vậy. Thì anh chị em phải hiểu rằng là trung hạn và dài hạn, ngắn hạn nó không phải là thời gian mà nó là một cái tư duy, là kỹ năng, thậm chí là cái bản tính anh chị có bận rộn hay không. Anh chị thích đầu tư ngắn hạn mà anh chị không có thời gian canh bảng, cũng giống như câu chuyện rằng anh chị đã xác định đầu tư ngắn hạn T cộng thì đôi khi chuyện đảo hàng anh chị chưa chắc mà anh chị ngồi yên. Ví dụ một cổ phiếu tăng 4%, anh chị bán chốt lời 5%, chốt lời mua ra cổ phiếu khác anh chị cũng có lãi 5% nữa, tổng là được 9%, nhưng đôi khi anh chị ngồi im cái cổ phiếu cũ tăng 13-14%. Cho nên là ngắn hạn người ta phải chấp nhận rủi ro, đúng không? Thậm chí anh chị có thể hai lần ăn 4%, hai lần đến lần thứ năm đánh cả một cây lỗ,
3 lần lỗ, lãi được 12%. Đến lần cuối cùng lỗ mà anh chị không cắt 4% đi, anh chị chỉ cần một lần như năm 2022 hoặc là một lần như tháng 9 năm 2023, nó sẽ rúi anh chị khoảng tầm 15, 20, 25%. Và vì tinh thần anh chị là đánh ngắn hạn, cho anh chị đôi khi hoảng loạn quá cắt lại đúng đáy. Cho nên là 3 lần ăn của 100 cái cấu không bằng một cái cào, là lý do đấy. Thì anh chị phải hiểu rất rõ cái tư duy đầu tư và phân tích của anh chị. Thì broker, người tư vấn, người ta không đơn thuần là một người tư vấn điểm mua điểm bán cổ phiếu, mà là người tư vấn là người chia sẻ cho chị biết được rằng cái phương pháp nào phù hợp với anh chị không. Cũng giống như bác sĩ ấy, đẩy tạ bao nhiêu, tập bao nhiêu, uống bao nhiêu thuốc, đấy mới là một người tư vấn có tâm. Thì đấy là cái đầu tiên em chia sẻ về tư duy phương pháp đầu tư. Thứ hai là cái cách mà anh chị lựa chọn cổ phiếu thanh khoản. Thì thường những người lựa chọn cổ phiếu có thanh khoản tốt và đi cùng hướng với thị trường, ví dụ HPG, Techcombank, MBB, SSI, HSG, T-Sat, Dick, Damaco, thì đấy là một trường phái. Và anh chị sẽ giống như chuyện có những người người ta bụng dạ tốt, người ta ăn lẩu, ăn gỏi, ăn tất cả mọi thứ thoải mái, nhưng bụng dạ anh chị chỉ phù hợp với một số kiểu ăn chín uống sôi chẳng hạn. Thì khi mà thị trường nó không có các yếu tố phù hợp với cái sở thích, cái sở trường của anh chị, thì anh chị bắt buộc phải ngồi ngoài hoặc là chơi với một tỷ trọng thấp hơn thôi. Ví dụ là bình thường ngày xưa anh chị tự tin thì tốt đúng ý, anh chị có đánh full margin. Tuy nhiên thị trường nó đang ở lửng lửng lơ lơ, nó không xấu hẳn nhưng nó không đủ tự tin cho anh chị, thì anh chị có thể đánh với 70% tỷ trọng mà không dùng margin. Đấy cũng là một ý kiến, và vì đấy là một trường hợp mà mình nghĩ bây giờ đang áp dụng đối với bản thân mình, bởi vì mình cũng là người thường xuyên xu hướng đánh những cổ phiếu thiên hướng trùng với thị trường và có thanh khoản tốt, thì hiện giờ mình cũng không dám dùng margin, và tỷ trọng của mình bây giờ đang ở mức khoảng 40 cho đến 70%, mình dao động trong khu vực đấy. Đấy là chia sẻ. Tuy nhiên cũng có một số anh chị có trường phái đánh penny, thì anh chị phải hiểu rằng penny có những lúc mà sóng nó mang lại cảm xúc rất cao, bởi vì penny là chỉ có penny nó mới cho anh chị được hai ba bốn cây trần liên tiếp được. Cổ phiếu cơ bản thì HPG làm sao có chuyện cho anh chị hai cây trần cùng lúc được, còn mà từ trước dám thấy là một lần nó trần nó đã thấy gọi là hiếm hoi rồi, đúng không? Thì tuy nhiên là penny thì anh chị không thể đánh được số vốn lớn, hoặc là anh chị có cái tỷ trọng tài sản nó phù hợp. Ví dụ nhà anh chị rất giàu 20 tỷ, anh chị chỉ đánh 200 triệu, 300 triệu, anh chị hoàn toàn để chơi penny. Nhưng mình chỉ hỏi anh chị, nhà anh chị có 10 tỷ, đánh 5 tỷ vào chứng khoán, mình đố anh chị dám đánh cả 5 tỷ vào penny ấy, chắc chắn là không. Thì đấy là cái chúng ta phải hiểu được cái phương pháp của chúng ta. Thì mình nghĩ là bây giờ lại rất là khá phù hợp với anh chị nào. Mình nghĩ là cái mâm này này, bây giờ là không phải của mâm của những anh chị mà đang đánh cái kiểu thị trường như mình. Nghĩa là bây giờ mình đang là sở đoản, thực sự mình đang sở đoản. Và đây là sở trường của tất cả anh chị nào mà thích xu hướng penny, đam mê penny. Thì mình nghĩ là anh em để ý đến khoảng 4 phiên gần đây penny tăng rất là tốt, Dick, Sam, HQC. Nhưng cổ phiếu này lại tăng tốt, nó đi ngược lại những giai đoạn trước. Đó là mình đánh những cổ phiếu có thanh khoản tốt, cổ phiếu to, VSC, HPG, đúng không? Thì bây giờ nó lại đang bị yếu hơn. Và các cổ phiếu đi ngược thị trường thì có những anh chị phải hiểu cái cách và tư duy anh chị hiểu đến đâu thì anh chị mới dám làm. Ví dụ những cổ phiếu mà thường xuyên đi ngược, mình vẫn nói PVT, PVD, VVS, mình vẫn tư vấn Dabaco, mình vẫn tư vấn cho anh em được những deal đấy. Tuy nhiên bảo là mình có thể nếu thị trường tốt, mình dám đánh full margin SSI, HPG, MBB, HSG, T-Sat, Dick. Nhưng nếu mà thị trường đánh ngược, nghĩa là các cổ phiếu đi ngược, thì mình sẽ không dám đánh full tỷ trọng những cổ phiếu này, mà chỉ dám đánh khoảng 50, 60, 70%. Đấy là cái quan điểm của mình. Còn có những anh chị thì xu hướng người ta lại khác, khi thị trường tốt thì họ lại không dám đánh full những cổ phiếu này, nhưng thị trường xấu họ có niềm tin hoặc là họ đã từng ăn rất nhiều cổ phiếu đó, ví dụ Dabaco. Có nhiều anh chị rất quan đánh DKM hoặc là đấy đấy những cổ phiếu này, HAG này, anh chị dám đánh full 3 4 tỷ vào con HAG, thì mình nghĩ đấy là trường phái và tư duy của anh chị, thì anh chị sẽ làm được cái gì tốt nhất để anh chị hiểu. Còn mình thì mình không dám đánh full cổ phiếu con Dabaco, cũng chả dám đánh full DKM. Nhưng mình đã từng dám đánh full margin Techcombank, đánh như HPG, MBS, SSI, PLD. Đấy là những cổ phiếu mình dám đánh full năm 2021. Thì đây là cái chia sẻ ngắn hạn trong cho anh em trước khi bây giờ. Thì chúng ta hãy em vào nhận định cái thị trường này nó có rủi ro gì và những tích cực gì mà nó xuất hiện. Thì trước khi vào video nhận định thị trường thì anh chị nào mà nãy giờ xem thấy hay thì chưa ấn like thì bách cho em xin một lượt like. Còn nếu đây là lần đầu tiên anh chị xem kênh thì hãy bách ra ngoài để subscribe kênh, chúng ta sẽ còn nhiều video hữu ích hơn nhé. Cảm ơn anh chị và nhớ để lại bình luận cho anh chị nhé. Hôm nay anh chị nghĩ rằng nó là đầu sóng thì hãy gõ âm số 1, và đây là chuẩn bị rủi ro phía sau thì hãy gõ cho em số 2 nhé. Thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy cái dấu hiệu rủi ro mà mình đã nhắc từ những video trước, đúng không? Chúng ta đã có hai lần tạo ra gap tăng và bị lấp lại. Thì đây phiên đầu tiên tạo gap tăng bị lấp lại chính là phiên mùng 7 tháng 5, và phiên thứ hai mà tạo gap tăng
sau đó bị lấp lại. Đây chính là phiên này, đúng không? Và đây là phiên thứ ba. Ồ, thế để phiên thứ tư rồi, xin lỗi anh chị em, đây là phiên thứ tư chứ không phải phiên thứ ba nhé, mình xin lỗi. Đây là một phiên rồi này, phiên này là một phiên rồi này, nghĩa là chúng ta liên tiếp các phiên tạo gáp tăng đấy, chúng ta bốn năm phiên liên tiếp rồi tạo gáp tăng rồi, thì mình xin lỗi nhé, đây là phiên này không phải tạo gáp tăng này, phiên này tạo gáp dưới này, ngoại trừ phiên này ra nhé, phiên này cũng là tạo gáp tăng này xong lấp mất, mình xin lỗi nhé, bốn lần rồi chứ không phải ba lần. Thì mình nghĩ rằng đây là một lần này, hai lần này, ba lần, bốn lần, thì mình nghĩ dấu hiệu rủi ro đang khá là gần, xin lỗi nhé, bốn lần đấy. Thì chúng ta nhìn thấy đây là bốn lần chúng ta tạo gáp tăng rồi đấy, thì mình nhắn tin khá là ngắn gọn trong nhóm vì mình thấy rằng là mình kỳ vọng nó sẽ có một cú bull lên đỉnh hai để tạo đỉnh thứ hai với dòng chứng khoán bất động sản. Đây là khuyến nghị mình, và anh em mình khuyến nghị là những ai mà đánh dòng chứng khoán ấy, thì tập trung theo dõi cái nhịp hồi này lên để hạ tỷ trọng hoặc là bán chốt lời T cộng, kể cả bất động sản thế. Và tỷ trọng mình duy trì ở mức trung bình từ 40 đến 70%. Có nghĩa anh chị muốn mua mã nào thì phải bán đảo một mã khác, tránh mở rộng tài khoản giai đoạn này. Thì đấy, ngoài ra thì hôm nay thì mình nhắn tin anh chị em gom, có thể gom dòng bán lẻ. Còn đối với các cổ phiếu đã tăng mạnh thì mình khuyến nghị là bán một nửa và giữ một nửa lại để tối ưu lợi nhuận. Ví dụ dòng dầu khí thì mình hôm nay mình nhìn là chính thức bị lấp gáp hôm nay lúc 10 giờ ấy, thì mình bảo tất cả anh em là bật chế độ phòng thủ. Thì từ giờ trở đi là cái con nào lên là rút thẳng tay. Và nếu mà có biến mà hàng chưa kịp về thì hãy bán một cái danh mục khác, khác cái cổ phiếu được. Ví dụ anh chị mua con Nick chẳng hạn nhé, nhưng mà Nick chưa kịp về mà bị sập, mà anh chị trong cổ phiếu trong tài khoản anh chị có con HPG hoặc là VCI gì đấy, thì anh chị không bán được con Nick thì anh chị bắt buộc phải bán một lượng tương ứng của con Nick ấy đi. Ví dụ anh chị mua 1 triệu Nick, 100 triệu Nick, nhưng mà hàng chưa kịp về mà mai nó có biến thì anh chị bắt buộc phải bán 100 triệu của HPG, SAI gì đó đi để cho nó giữ cái tỷ trọng và sức mua ổn nhất. Thì đây là cái phản xạ mình thường xuyên nhắc nhóm khách hàng mình, và mình nghĩ cái phản xạ này nó giúp mình có nhiều cái thoát hiểm được. Thì thực sự rất nhiều anh chị em nói một câu rằng trong nhóm cộng đồng ấy, là anh chị em để ý đấy, là cái nhóm cộng đồng là cái nhóm rất là nhộn hỗn loạn, rất nhiều broker, rất nhiều ông nằm vùng, nghĩa là anh chị nhìn vào những người thi thoảng tự nhiên thấy một ông tỏi đâu lên, tôi bắt đáy được ở đúng 1.167, cũng có thể là người thật, nhưng thường đại đa số ấy, thì anh để ý ấy, những người thật người ta sẽ chat rất là nhiều. Anh chị em để ý trong nhóm cộng đồng ấy, sẽ có những ông mà nó thường xuyên ông chat, ví dụ như vậy thì chúng ta nhìn thấy những người này, những người thật đấy, mình có lót lại hết, và những người thật việc thật người ta sẽ chat thường xuyên. Nhưng thi thoảng có một hai ông tự nhiên ngoi lên đấy, lâu lắm mà chả biết ông ở đâu chui ra ngoi lên, mà tôi đã bắt được ở đáy đây hoặc tôi đã bán được ở đỉnh đây. Những trường hợp đấy ấy, thực sự là nằm vùng ấy, nằm vùng, và những người gọi là broker khác là chui vào room cộng đồng để người ta phá hoại hoặc người ta câu khách. Thì đương nhiên rồi, bởi vì những người đấy chả rằng người ta thể hiện rằng người ta bán hay mua, nhưng tự nhiên thấy ví dụ là người ta sẽ chỉ dình những lúc mà broker họ sai. Ví dụ như trường hợp mà thị trường này kéo tăng từ đây lên này, rất may là mình là nhóm đúng, mình có mua, chứ gặp cái nhóm nào mà không mua được tí gì từ đây ấy, thì nó cứ gáy cho ấy, thì khách hàng nó sẽ là rốn nháo đấy. Thì anh chị phải để ý, và cái việc đấy nó spam loạt hàng loạt các room cộng đồng luôn. Thì anh chị hãy để ý những người như thế thì thực sự là anh chị đã vào một room nào thì anh chị xác định là hãy nhìn duy nhất vào cái ông tư vấn đấy, bởi vì ông đấy sẽ là ông phải chịu trách nhiệm cho tất cả lời nói cũng như khuyến nghị của anh chị, của người người đấy. Còn những ông mà tự nhiên thi hô vung vung một câu ấy thì những người đấy gọi là phán cho vui thôi, đâu có phải là người ta có trách nhiệm hay là một cái điều gì cả đâu, đúng không? Thì đấy là một cái chị cứ nhìn vào những ông thi thoảng thấy có vài ông nhảy lên, tôi mua được ở đỉnh, tôi bán được ở đỉnh ấy. Thực sự những người đấy là người gọi mình nghĩ là 90% là làm vùng, mình khẳng định luôn mà mình biết. Chẳng qua thì mình nói thật là Zoom thì vắng quá thì không ai chơi, hoặc là nước trong chóa thì không có cá, mà Zoom vắng quá thì chả ai chơi, thì mình cứ để người ta ở đấy thôi. Chứ thực ra nhiều người, mình nghe cái giọng văn ấy mà mình đoán được 90% là broker làm vùng hay không, mình khẳng định luôn, bởi vì bản năng mình làm rất lâu rồi, mình biết cái bắt của người ta như thế nào luôn. Thế đấy là cái chia sẻ cho anh em nhé. Thì đây cũng là một cái mình nói thật, phương pháp của mình sống sót ở trên thị trường rất lâu, mình phản xạ được rất tốt các cú sập nhờ những cách quản trị rủi ro này của mình. Và khi mình thấy dấu hiệu này tạo ra thì mình chia sẻ thật với anh chị em, đó là cũng có những lúc mà thực sự mình bị fail, đó là sai. Ví dụ trường hợp này này đấy, hồi đây này, đây là một trường hợp mà mình bị sai, đó là mình thấy thường xuyên các cái gap tạo ra xong bị lấp thì mình đã rủi ro bán ở đây, và sau đó thì thị trường nó kéo một vèo bốn phiên lên mình bị mất hàng. Thực sự là như thế, nó rất giống khu vực này. Nhưng mà cái chính ấy, cái phản xạ đấy nó giúp mình thoát được nhiều hơn, có nghĩa là mình sai một lần nhưng mình đúng được rất nhiều lần khác. Ví dụ lần này mình thoát được, lần này mình thoát được này đấy, lần này mình thoát được thì do thậm chí kể cả những lần trước 2022 mình thoát được rất nhiều. Cho nên việc chẳng may có một lần mình bị sai
thì mình hoàn toàn chấp nhận, kể cả cho trường hợp này tôi là người sai mà sau đó thị trường nó kéo thẳng lên thì mình cũng hoàn toàn chấp nhận thôi. Thì kể nó kéo thẳng một phát lên đây như trường hợp này này, nên trường hợp này, sau một phiên vụt phát lên 4 phiên tăng dựng đứng lên, sau đó nó đổ đèo, thì thực sự mình nghĩ rằng là mình cũng phải chấp nhận thôi. Chắc chắn rồi, trong đầu tư không có gì đúng, nhưng mình tôn trọng cái phương pháp của mình. Cũng giống như mình đã nói từ đầu ấy, anh chị em phải có một phương pháp đầu tư của cá nhân anh chị. Có nghĩa anh chị có thể sẽ có nhiều lúc một vài trường hợp anh chị sai, nhưng cái phương pháp đấy giúp anh chị chiến thắng nhiều hơn, thì hãy tôn trọng phương pháp đấy. Như trường hợp mình chia sẻ thật đấy, trường hợp này mình bị mất hàng đây này, mình bị bán đây bởi mình thấy nó rủi ro quá, mình bán bớt đây, tất nhiên lên đây mình chỉ còn khoảng 1/3 thôi, không đáng kể, nhưng mà mình bị mất, nhưng nó đã giúp mình thoát rất nhiều cái trường hợp khác mà mình đã kể ra. Ví dụ trường hợp này mình thoát được ở khu vực này, thoát ở khu vực này đấy, tất cả rất nhiều nơi mình đã thoát được ở khu vực này cũng thế, tất cả những vùng đỉnh mình đều thoát được nhờ những phương pháp đấy. Thì có nghĩa là mình chẳng may có một lần sai mình vẫn chấp nhận thôi, không sao cả đấy. Còn nếu mà nó đúng thì mình lại lên đây mình cày đấy, thì anh em mình lại thấy mình đúng, lại chuyển ID về mình đấy, cái câu chuyện thế. Thì quan trọng là anh chị có phương pháp nào không, anh chị có phương pháp nào không đấy. Thì mình chia sẻ rằng là thị trường hôm nay thì mình nhận định rằng nó xu hướng, anh chị nhìn nhé, cái cổ phiếu này liên tiếp các cái cây nến nó có lực cầu nhất định, nó đang rụng, nó nhiều kiểu con cá câu câu dần câu dần, nghĩa là rất nhiều nhóm mình thấy là từ hôm lên đây này vẫn còn 0%, nghĩa là chưa có tí hàng nào, thì đến bây giờ nhét được vào khoảng 50-60% hàng rồi đấy, nghĩa là chỉ trong vòng mấy phiên nó cứ câu 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 câu, thì anh chị nhóm đấy bắt đầu nhồi đầy bụng rồi. Khi nào cái nhóm đấy đùi đầy bụng thì mình nghĩ là rủi ro đấy, giống chuyện như nó cứ câu là kéo kéo như kiểu con câu cá, anh chị kéo cá cần cá kéo kéo kéo, đến lúc mà đầy lên phát thì bục phát, thì nhiều người lúc đấy sẽ lao vào bắt đáy, bởi mình nhiều người nghĩ rằng là à, cứ xuống đây ta mua, xuống đây ta mua, thì có khi lúc đấy nó đấm như một cây ví dụ thủng khu vực này, anh chị cứ nghĩ là giống trường nó kéo lên là càng nó bán xuống càng mua, thì lập tức là càng xuống nó rúi một phát thì xuống tận đáy đấy. Đây câu chuyện mình nhìn thấy là đúng, ngày xưa ấy, cũng đã từng trường hợp này, đúng, câu 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 chị nhìn rất nhiều cái câu nến dài dài dài, đến lúc nó đấm thật phát ấy, thì nhìn tự nhiên này anh chị cứ nghĩ là ngon thôi, lao vào mua đuổi đúng không, thì đấy thì vốn nó mới to lên như này đấy, thì lúc đấy là lại là chết, anh chị nhìn ra đấy, nhiều khi nó cứ câu như kiểu đi câu cá, anh chị nó cứ giữ và nó giữ mình đấy. Ví dụ này chị để ý này, có rất nhiều dâu nến cứ dâu 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 dâu, sau đấy bục phát là nó rơi một phát thì rơi hẳn xuống. Mình khẳng định rằng là cũng có trường hợp mà mình bị lừa, ví dụ trường hợp này này anh chị để ý ấy, giờ hôm nay nó câu mình không mãi không dám cắn, là cuối cùng nó bục phát lên thì mình cũng bị hớ cái trường hợp này, nhưng mà nó giúp mình thoát được những trường hợp khác thì mình vẫn tôn trọng thôi, mình vẫn tôn trọng phương pháp của mình đấy. Mình tôn trọng phương pháp đó là mình thấy khoảng 4 đến 3 4 lần mà tạo gáp cứ giật 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 này, bắt đầu mình sẽ thận trọng giật và mình sẽ bán thật, khi mà đến nó rơi mạnh này vốn lớn này thì người ta sẽ lao vào mua thì mình sẽ là người bán, thế thôi. Những trường hợp này nó cứ câu 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 đến lúc đây rất nhiều ông này lao vào mua thì mình lại là người bán đấy, chắc chắn là như vậy nhá. Thì đấy là chia sẻ về cái Zoom, hôm nay nói dài quá, video thực sự nhiều cái để chia sẻ anh em quá, mà nhiều khi muốn làm video ngắn không được, anh chị em phải thông cảm một chút nhé, bởi vì có những hôm mà mình thấy rằng là mình chia sẻ nó ít kiến thức thì nó video nó ngắn thì 10 12 13 15 phút thôi. Có những video mình thực sự mình chia sẻ gần nửa tiếng, bởi vì rằng là nó nhiều cái để nói quá, thì anh chị em thông cảm. Đấy, không thể nào mà kịch bản đây mình sẽ nhìn xem nhé, các cái kịch bản hôm nay này Penny dẫn đầu và kết thúc sóng, thì anh chị hãy thử nhìn mình cách này, anh chị vào cái bảng điện tử này, anh chị ấn vào hot share này đấy, xong chị ấn lọc từ trên xuống dưới đúng không, chị ấn lọc này để cho những cổ phiếu là xanh ở trên hết, anh thử thử nhìn từ trên xuống dưới những cổ phiếu mà mình kéo, anh chị sẽ thử xem có bao nhiêu cổ phiếu gọi là thuộc loại cơ bản và tốt để cả khu vực này này toàn penny. Còn VOS thì mình nói thật là cũng là penny nốt, con này thì may ra cơ bản được tí tí, con này còn được tí cơ bản. Anh chị nhìn là DRH, AVH, tất cả những cổ phiếu này đều là cổ phiếu mang tính chất penny, anh chị dò xem không có cổ phiếu nào gọi là tử tế, có kể pan cũng thế thôi, cũng là con yếu trong dòng lương thực. Anh chị nhìn thấy kéo dài rất là nhiều đúng không, HBC toàn cổ phiếu yếu, toàn có lỏm ấy, nhưng con tăng trên 3% toàn là penny, penny hết, anh chị nhìn thấy toàn penny hết đấy. Có con này còn đỡ hơn, mà thực ra trong nhóm bất động sản ấy thì con này vẫn đấy, con dùng từ gọi là con lái, chuẩn bài nó phải là tê sát hoặc đích. Chị nhìn tất cả những cổ phiếu này, anh chị mình kéo từ trên dưới này đấy, liên tiếp các con này chả con nào gọi là mình quen quen, cũng là gọi là còn dùng penny, mặc dù nhiều người nghĩ rằng là cơ bản tốt này nọ, nhưng nó không phải là con gọi là con chuẩn chỉ cho thị trường đúng không. Anh chị nhìn thấy rất nhiều cổ phiếu đấy, may ra Gilead này là một con mà thanh khoản to này thường xuyên chúng ta nói đến này đấy, thì con này là con duy nhất màu xanh này, đến tận đây là HSG này, Dabaco, anh chị nhìn thấy cái bọn này mới xanh, VPBank, anh chị nhìn cả các đoạn ở trên này toàn con ở đâu đâu, nhìn cái con này toàn con đâu đâu chứ, là 200 mã xanh này mình đang đặt cái câu hỏi rằng là
Đó là cái con gì xanh đấy, anh chị em nhìn thấy kéo dưới này đấy, rất nhiều cổ phiếu toàn cổ phiếu lạm phát, cái con này thì còn phát đạt này thì còn là gọi được này, anh nhìn nhìn nhá, toàn con ở đâu chứ, ví dụ xuống đây HNG ACC này, anh chị cứ kéo từ trên xuống dưới xem có con nào nó gọi lạ lạ, toàn con lạ đấy. SHB này thì thực ra xanh nhẹ thì gọi không xanh, SA này đấy, toàn con đến tận dưới này thì bắt đầu mới thấy các con mà anh chị em dùng từ gọi là phổ thông. Còn khi mình kéo dưới này thì một loạt các con anh chị thấy một con mà gọi là cơ bản tốt là SHC này thì đỏ đúng không? PVD cũng đỏ, BSI cũng đỏ này đúng không? Toàn những con quen thuộc của chúng ta thì đỏ, DIX đỏ này. Đấy, OCB à, đấy, toàn những con này, GAS đỏ này. Đấy, chúng ta nhìn đến những con mà quan trọng, những con chủ đạo thì lại là màu đỏ tiên phong này. Đấy, những con chủ đạo chúng ta nhìn thấy đỏ, DGM đỏ này, HCM quen thuộc là Đạt Phương đỏ này. Đấy, PVT đỏ này. Đấy, rất nhiều con đỏ thì lại là những con quen thuộc. BID này, VPBank này, DGC này, FPT này. Toàn những con màu đỏ thì lại là cái con mà đấy, CSV đỏ là quen này. Đấy, nhìn chưa? DGW đỏ này, STB đỏ này. Đấy, toàn những con đỏ, toàn những con quen thuộc của chúng ta. H đỏ này, CTG này, GMD này. Đấy, những con đỏ chúng ta nhìn thấy toàn cái con mà tử tế thì nó lại đỏ. Đấy, nó giảm rất nhiều. Trong khi cái con kiểu rời hơi đất thở ở đâu thì nó lại tím. Thì đấy là cái câu chuyện rằng là chúng ta nhìn thấy rõ ràng thị trường nó đang không dễ xơi, nó đang gọi là sóng penny, sóng penny, và đấy là dấu hiệu chúng ta thấy rằng cá nhân mình thấy rằng rủi ro, có anh chị thấy rủi ro hay không thì tùy anh chị nhá. Thì đấy là cái nhận định và các cái sóng chúng ta nhìn đấy à, mục chúng ta nhìn đấy, mục 6 300 mã xanh, mục 7 còn 251, mục 6 còn 200, à mùng 8 200 nhầm, mùng 9 còn 200, mùng 10 còn 165, và hôm nay của chúng ta có 203. Tuy nhiên 203 một cái điểm giảm giảm dần đúng không, càng ngày càng giảm dần này, dương 2 này, âm 2 này, âm 4 này, hôm nay âm 5 đấy. Và chúng ta nhìn thấy cái mã xanh của 200 mã xanh thì nó như thế nào, mình vừa sâu rồi thì tự anh chị em theo anh chị em mà nó tích cực hay không đấy. Mình thì mình hôm nay mình sẽ không nói rằng là thị trường tích cực hay không, mình chỉ chia sẻ cho anh chị em những câu chuyện như thế, tự anh em đánh giá cho chủ động. Mình thì mình nghĩ rằng là mình sẽ có một cái nhịp tăng giống như kiểu nó sẽ tạo đỉnh hai như thế này này, kể cả có hay không ấy, sau 2-3 phiên này nó sẽ có một phiên bull lên đỉnh hai, bao giờ cũng phải có một cái phiên bull lên đỉnh hai đây này đấy. Hoặc kể cả trường hợp nhất nó xấu nó rơi hẳn xuống thì nó cũng sẽ rơi hẳn, ví dụ trường hợp xấu ấy mà nó không lên đỉnh hai được ấy, thì nó sẽ rơi như thế này, sau cái đỉnh hai nó sẽ làm thấp hơn ở đây, đây trường hợp nó xấu nhá. Còn nếu mà trường hợp nó khỏe thì nó sẽ như thế này, trường hợp khỏe nó sẽ lên một phát đỉnh hai ở đây, còn trường hợp nó khỏe hơn đấy thì nó lên hẳn ở trên này, sau nó mới tạo đỉnh hai ở đây. Đấy, nói chung nó sẽ có một cái nhịp tăng lên quan trọng, ví dụ mình nhìn ở đây này, đây trường hợp này tăng lên một nhịp về, sau tăng một lần nữa, đây là đỉnh thứ ba này thấp hơn đúng không, trường hợp này thì hai đỉnh bằng nhau này. Đấy, anh em nhìn thấy trường hợp nó nhiều trường hợp lắm, nghĩa là nó tốt hay không thì ví dụ hai trường hợp này thì đỉnh trường hợp này khỏe ấy. Đỉnh hai nó còn cao đỉnh một, đỉnh hai tận đây này đấy, đỉnh hai tận đây này. Đấy, đỉnh 1 ở đây là sau 3 phiên giảm và bút phát tăng đỉnh 2 còn cao hơn cái đỉnh 1. Đấy, thì anh chị nhìn liệu nó có trở lại 3 phiên giảm này, sau đó kéo tăng 2 phiên thật mạnh này, sau bắt đầu mới rơi. Đấy, thì có thể đỉnh 2 nó còn cao hơn đỉnh 1, thì chúng ta đang thấy nó rất giống trường hợp này. Thì mình nghĩ không biết có khi nó còn kéo mạnh một hai phiên lên ù lên khoảng 15 điểm, sau hôm sau mua vào thì mới chết. Đấy, thì chúng ta phải để ý. Trường hợp này là đỉnh 2 còn cao hơn đỉnh 1 nhé. Đấy. Còn trường hợp này, hai trường hợp này đỉnh đỉnh 2 nó thấp hơn đỉnh 1 này. Đỉnh hai này bằng nhau rồi, hai đỉnh bằng nhau rồi đấy, hai đỉnh này thì đỉnh hai thấp hơn một tí, còn trường hợp này này chúng ta nhìn đấy, đỉnh nó thấp hơn đấy, chúng ta phải đề phòng. Mình nghĩ là sẽ sớm có một cái đỉnh hai đâu đó, nhưng mà nếu đối với đỉnh hai thì mình sẽ không đánh full tỷ trọng cao. Một cái nữa mình chia sẻ anh em nhé, hôm nay rất dài rồi, mình biết nhiều anh em mệt đấy, nhưng mà mình nói chi tiết để anh em có cái phương pháp đầu tư tốt nhất, và mình nghĩ video này sẽ cực kỳ hữu ích và chủ động cho anh em. Anh chị em mình xem nhớ bách ra ngoài ủng hộ cho mình, lượt like nhớ subscribe kênh nhé. Đầu tiên anh chị này, mình sẽ mở một đồ thị đôi và mình sẽ thấy rằng là nếu anh chị em thấy rằng là thị trường đúng không, chúng ta cùng đồng hình tận tình với nhau, thị trường thứ nhất là nhiều anh chị em nghĩ rằng nó giống khu vực này tạo đỉnh thứ hai, và một số anh em sẽ nghĩ rằng giống khu vực này đấy, thì mình sẽ sâu cho anh em xem có cái sự gì giống khu vực này hay không, nếu nó có giống co giật khu vực này hay không nhé. Thì chúng ta hãy làm cái cách này, chúng ta mở một cái đồ thị ra, mở cái viên đấy cái bé bé lại đây thôi đấy, chúng ta nhìn đấy cái hồi 2 tháng 9 năm 2023 này, nói là có những khoảng tầm 19-20 bắt đầu mới sập đúng không? Từ 14 trên 20 thì chúng ta sẽ dở một cái cổ phiếu khác ra,
ta nhìn thấy cái tư thế của cổ phiếu này có giống nhau không? Tăng này, giảm này, vòng lên, không? Tăng, giảm này, vòng lên rồi rơi xuống, thì chúng ta đang đến khu vực này rồi nhé. Anh chị có đồng ý chỗ này của nó rất giống chỗ này không? Sau một quá trình tăng này, ngắc lên này đúng không? Tăng này, ngắc lên này, rơi xuống này, tạo một đỉnh này. Đấy, anh chị nhìn không? Có công nhận với em là nó rất giống khu vực này không? Đó, nếu mà giống khu vực này, anh chị nhìn thấy 19 tháng 9 năm 2023. Đấy, 19 tháng 9 năm 2023 nó giống khu vực nào? Anh chị tự soi thôi. Đấy, nó giống khu vực này này, 18, 19 này. Liệu ngày mai kia nó bung lên một cây không? Đấy, xong bắt đầu nó mới rơi. Đấy, thì mình nhìn này, giống khu vực này này. Ngày mai kia nó tăng một cây vụt lên phát, xong bắt đầu mới rơi. Đấy, thì đầu tiên chúng ta nhìn cổ phiếu này, bia đi. Tức là chúng ta cứ soi lại các cổ phiếu thôi. Được không? Cái khu vực này là anh chị có đồng ý chỗ này nó rất giống khu vực này không? Tạo cái đỉnh, ba đỉnh này, xong tạo một đỉnh nữa này. Tạo 20, xong bắt đầu lằng nhằng nó giống khu vực này. Thì nó cũng rất giống 19, 20 năm 2022. Các nhìn con MBB nhá. Các nhìn này, cái chỗ này gần M20 này nó giống giống khu vực này chưa? Đấy, nó sẽ có những phiên nó kéo bật lên hay không? Đấy, khu vực này này, đấy, nhìn thì chúng ta hãy xem những con cổ phiếu khác với DG nó lưu chẳng hạn đi. À con khoảng con IDC đi chẳng hạn đi. Đúng không? Tôi nhìn này. Đấy cái cú mà tạo đỉnh này này, rơi mạnh này, xong tạo đỉnh này. Vọt lên tạo đỉnh này. Thì đấy chúng ta nhìn xem nó ở khu vực nào. Đấy, chúng ta nhìn rơi mạnh một phiên này, tạo đỉnh này, kéo lên này. Nó có giống khu vực này không? Đấy cũng giống mười mấy tháng 9 này. Mười mấy tháng 9. Sau đó anh em để ý nhá, 17 tháng 10 nhá, nó rơi xuống nhá. Nó còn tăng vượt đỉnh lại luôn. 17 tháng 10 này, thị trường tăng đoạn này này. Nó còn kéo tăng mạnh vượt đỉnh luôn, nhưng mà rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái những sự tương đồng thì chúng ta phải đề phòng như HPG đi. À chết rồi. Bên này HPG này, nhìn thấy có những sự tương đồng nào đó không thì chúng ta phải đề phòng. Ví dụ đây. Đấy, chúng ta nhìn thấy tạo đỉnh này, nhìn chưa? Nếu mà khi nào mà HPG mà gãy xuống là chúng ta bắt đầu rủi ro. Mặc dù thanh khoản nó khá là thấp, chưa chưa nguy hiểm đâu. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái histo bắt đầu nó hơi đổi đổi màu này. Đấy, giống giống đoạn đổi màu không? Thì ấy, nghĩa là nó có thể tạo một cái đỉnh thứ hai nữa. Đấy, thì chúng ta phải đề phòng và mình nghĩ là rất đấy, tạo đỉnh thứ hai này không ở chỗ này này. Đấy, nó tạo một cái đỉnh thứ hai không thì mình nghĩ là phải một vài phiên nữa cơ. Nó mới chết được. Mình nghĩ là chưa chết ngay đâu. Nhưng mà nếu mà thực sự nó thủng ấy, thủng khu vực này một khối lượng lớn này thì bắt đầu chúng ta bắt buộc phải bán. Bán chốt lỗ cũng được. Đấy, chỗ này rất là rủi ro đấy. Khi nào bắt đầu ui phát rơi thật mạnh xuống thì chúng ta kết thúc cả sóng rất là mạnh. Thì đấy chúng ta bắt buộc phải đề phòng thôi. Ở Dabaco chúng ta nhìn này, mình nhìn thấy chưa? Giống hôm trước mình bảo anh em bán ở khu vực này là lý do tại sao ấy. Nhìn này, nó có những cái doji ở khu vực này nó co giật này. 7 tháng 9 này. Đấy, nghĩa nó chưa chết ngay đâu, nhưng nó sẽ cần phải một thời gian của một vài tuần, một vài phiên. Ta đến mấy tháng 9 ở khu vực này này. Thì xem ở trong này mùng mấy tháng 9 này. Mùng 7 tháng 8 tháng 9 này, đấy, nó co giật thấy không? Giống chỗ này không? Mùng 7 tháng 9, mùng 7 tháng 9 ngày xưa ở đâu nhỉ? À, đấy, nghĩa thị trường nó giống giống khu vực này. Rất giống khu vực này. Đấy, chúng ta xoay ngược lại thôi, hoặc là chúng ta xoay những cổ phiếu FPT đi. Đấy, khi nào mà bắt đầu anh em nhìn này. Bắt đầu tạo một cái đỉnh cong 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 đúng không? Tạo hết đỉnh đúng không? Này, giống chỗ này chưa? 11 tháng 9 nữa. Đấy, ví dụ tạo một cây thật mạnh lên đúng không? Này, tăng nhá, tạo một cái nền đi ngang xong tăng tiếp nhá. Tăng này tạo một nền đi ngang tăng tiếp nhá, đúng không? Khối lượng lớn đúng không? Bắt đầu giống chỗ này nhá, thì chúng ta nhìn này. Mùng 7 mùng 8 tháng 9 này. Đấy cũng đến mùng 7 mùng 8 tháng 9 này. 2023 này. Đấy, chúng ta phải đề phòng, nghĩa là mình nghĩ là nó không chết ngay đâu mà chúng ta khi mà chúng ta nhận ra phải đề phòng khi nó xảy ra thì chúng ta biết được. Đấy, khu vực này này, nhìn nhé DGC thử chứ nhé. À, có những cây này tăng này. Đấy, tăng lên này xong xuống này. Tạo đáy vụt lên này, đấy co giật như thế. Chúng ta phải đề phòng. Mình nghĩ rằng là giai đoạn này thì chúng ta phải bắt buộc phải đề phòng thôi. Giống khu vực này co giật với những phiên này kéo xuống này, co giật này. Đấy, 20 mấy tháng 9 này. Đấy, 20 mấy tháng 9 khu vực này đấy. Đấy, mình nghĩ rằng là nó có thể sai lệch tí. Nhưng mà mình phải đề phòng, ví dụ con VGC đi, à, VCG ấy, chẳng hạn, đầu tư công ấy, chẳng hạn đúng không? Đây, nhìn này, rơi này, lên tạo đỉnh rơi xuống này, đấy, mười mấy tháng 10 này, đấy, đề phòng cổ phiếu như này rất rủi ro. Con này mà bị mất cái lớp cái giáp này là dở luôn đấy nhé. Con này mà mất cái giáp này là dở luôn đấy. KB đi, KB là rất là yếu, đấy, nhìn chưa? Lên mà 20 con giật khu vực này. Đề phòng, rất rất đề phòng nhé. Thì chúng ta thử xem TDG ấy, chúng ta ngồi xem thôi. TG thôi, xoay xem nó giống khu vực nào không? Tạo đáy này gãy lên này, tạo cái co giật đây này. Mình không biết có lên được đây không mà chỗ này này, 13 tháng 9 này đúng không? Đây 13 tháng 9 này. Đấy 12 13 tháng 9 này, đấy, nó giống khu vực này đó. Mình nhìn nó giống giống thì mình phải bảo nó giống. Có thể nó chưa chết ngay, nó còn kéo thẳng lên trên này nữa cơ. 21 tháng 9 nó mới ngoài cơ. 21 tháng 9 thì thị trường xuống này rồi mà con này nó còn lên thêm một đoạn nữa này.
thị trường rơi từ trên này xuống này, đúng không? Mất mất 30 điểm mà nó lại tăng từ dưới lên, nó lên thêm một đoạn nữa. Nhưng mà sau đó thì nó khác. VHC các bạn này, mình bảo này, có khi VHC chưa chết hẳn đâu, nó còn một cái nhịp nữa, đúng không? Đây là 26 tháng 9 này, nó còn lên một lần nữa. Nhưng 26 tháng 9 mình nhìn xem. Đây, thị trường rơi tận đây rồi này. 26 tháng 9 này thị trường hồi nhẹ lại phát mà VHC nó kéo vút phát lên này. Có khi VHC còn lên lại 78 một lần nữa. Nhưng mà bán là bán thôi. Ai mà bán được VHC mình thì bây giờ chúng ta xem nó khác nhau, khác biệt luôn. 9%, 10% rồi nhé. Đấy. Anh chị nhìn nhé. Ok. Thì chia sẻ video này khá dài rồi. À, còn con cổ phiếu gì cũng nhỉ? Con cổ phiếu GVR đi chẳng hạn đấy, nó nhìn thấy sự tương đồng luôn, đúng không? Xuống và rơi mạnh này, tạo nhằng nhằng nhằng, nó chưa tạo ngay một cây đến đây, nhưng mà nếu nó đi tiếp khoảng 2-3 cây nữa là bắt đầu quặp 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 xuống là hồi đầu tháng 9 này đấy. Tạo đáy lên đúng phần đỉnh cũ cũng kháng cự này, hoặc là cổ phiếu gì nhỉ, VX ý, ta xem chứng khoán ý. Đấy, nó nhằng nhằng mãi để không lên được này, nhằng nhằng gần 10-20 mãi không lên được mà rơi xuống tiếp, nó rơi đây sau đi lên ngang đây có khi rơi tiếp phát nữa. Đấy, thì bây giờ phải 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 đề phòng thôi. SHSMBS đi xem nào. MBS anh em nhìn này. Rơi tạo một lần này, lên lại này. Đấy, nó đang ở khu vực ở cái gap này này. Nó mà rơi mất 20 thì bắt buộc coi như end game luôn. Anh nhìn đấy, đề phòng. Khi nào nó rơi mất mốc 28 này nhá thì rõ ràng rủi ro. Mà hôm đấy là vào mùng 16 tháng 10 đúng không? Đấy, khu vực đấy chúng ta nhìn nhìn cách co giật của thị trường. Đấy thì mình không biết được rằng nó đến đoạn nào rồi. Chúng ta chỉ nhìn các cổ phiếu nó đi giống nhau thì chúng ta phải đề phòng thôi. CSV này mình nghĩ con này có khi còn nhịp tăng nữa này, con này còn nhịp tăng nữa này. Đấy, hôm nay là tăng vốn to này, giảm vốn nhỏ, con này có khi lướt lác thêm một tí nữa này. Đấy, ai mà liều ăn nhiều thì có khi lướt được phát nữa này. Đấy, con này còn con lát này, con lát có khi tăng sau, con lát này là tăng sau này. Đấy, con lát này thường xuyên tăng sau này. Đấy, là ấy. DLC đi trước rồi, bây giờ Penny lại lên sóng. Đấy, Penny lên sóng, toàn SAM này, tăng trần này, tăng như này, dã man luôn. Chúng ta nhìn thấy cổ phiếu tăng như là DR, DH tăng trần 12 phiên. Những cổ phiếu nó bão bị vào lãng quên rồi, nó kích thích anh em á, HNG cũng thế. Kích thích anh em á. Cổ phiếu này nó kích thích anh em á, nó lãng quên rồi mà. SAM cũng thế. Đấy, APH này anh em có ai mua bán thì mấy đâu. Tăng vọt phát từng giây phiên đấy. Thì anh em có thể nhìn những người là người ta cười thôi, nhưng mà ai là người cầm được lâu như thế, thậm chí có khi người ta cầm từ đây thì đang lỗ, bây giờ người ta về bò chứ. Anh em nhìn thấy có ai mua bán nữa đâu. Thì Penny là một trường phái anh em phải đỉnh, phải biết được mình đang chơi cái gì nhá. Hôm nay video này dài, rất dài rồi, thì nói khá dài, anh chị em xem mà đến tận bây giờ mà vẫn ủng hộ rất cảm ơn luôn. Ai mà xem hết được cả video này, cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ mình, lượt subscribe kênh trước khi mình tắt video ở đây nhá. Ở nhóm cộng đồng thì anh em có thể quét mã cộng đồng để vào nhóm nhé, mã cộng đồng, và nhớ để lại họ tên mình. Ai mở tài khoản VPS thì ủng hộ mình vào liên hệ mình nhé.